khách mời sẽ đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay, đó chính là một diễn viên trẻ, đẹp trai, tài năng, đó chính là diễn viên Quang Trọng. Không hiểu sao khi vào chương trình thì bắt đầu tự nhiên mọi thứ của em, đầu em nó hiện lại nó trống rỗng. Mọi thứ của em, đầu em nó hiện lại nó trống rỗng. Không phải hát gì đấy. Không phải hát. Em ơi, chắc bóng chơi trước mắt sẽ bắt em đi. Yes. Nhưng mà ngưng ngại cũng phải anh ạ. Nhưng mà ngưng ngại cũng phải anh ạ. Quang Trọng đã trải qua bao nhiêu mối tình? Trên dưới 10 thôi. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với diễn viên Quang Trọng để xem anh chàng này sẽ vượt qua những thử thách của chương trình như thế nào vào lúc 17 giờ thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2022 trên kênh Style TV VTVK 12.